em học sinh đến với bài giảng trực tuyến của giáo viên khối 3 trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi ngày hôm nay. Ở bài học này, chúng ta sẽ cùng nhau học môn toán với tựa bài là diện tích của một hình. Ở tiết học này, thầy sẽ giúp cho các em hình dung thế nào là diện tích, đồng thời chúng ta có thể so sánh được diện tích của một số hình với nhau. Mở đầu bài học, thầy mời các bạn quan sát hình chữ nhật sau. Chúng ta có hình chữ nhật ABCD có chiều rộng là 3 cm và chiều dài là 5 cm. Như vậy, ở những tiết học trước, chúng ta đã được biết chu vi hình chữ nhật, đó chính là tổng độ dài các đường bao quanh hình chữ nhật đó. Vậy, diện tích của hình này được hiểu như thế nào? Thì bây giờ, thầy mời các bạn cùng quan sát. Bây giờ, để hiểu thế nào là diện tích, thầy sẽ dùng cây bút màu tô màu xung quanh hình chữ nhật này. Như vậy, phần được tô màu xanh được gọi là diện tích của hình chữ nhật ABCD. Như vậy, chúng ta có diện tích là toàn bộ bề mặt của hình đó. Các bạn có thể quan sát thấy phần màu xanh đó được gọi là diện tích của hình. Vậy, thầy đã giúp cho các bạn cùng nhau hiểu thế nào là diện tích của một hình. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu cách so sánh của các hình nha. Thầy mời các bạn quan sát ví dụ sau. Ví dụ 1, so sánh diện tích các hình sau. Đầu tiên, chúng ta có một hình tròn. Thầy sẽ dùng bút màu đỏ tô phần phía trong của hình tròn này. Thì phần màu đỏ này được gọi là gì nào? Đúng rồi, rất là chính xác. Đó chính là diện tích của hình tròn. Tương tự, chúng ta có một hình chữ nhật, thầy sẽ dùng bút màu xanh tô phần phía trong của hình chữ nhật này. Thì phần được tô màu xanh được gọi là? Đúng rồi, rất là chính xác. Đây được gọi là diện tích của hình chữ nhật. Bây giờ, các bạn hãy cùng nhau quan sát và trả lời câu hỏi sau. Hãy quan sát và so sánh diện tích của hình chữ nhật với diện tích của hình tròn. Ồ, thầy đã nghe được một câu trả lời rất là chính xác từ các bạn rồi đó. Đó chính là hình chữ nhật này có diện tích bé hơn diện tích của hình tròn. Vì sao các bạn biết được nào? Đúng rồi, các bạn có thể quan sát bằng mắt. Nhưng để hiểu quan sát và cách so sánh như thế nào, thầy mời các bạn cùng xem cách thầy làm nha. Đầu tiên, thầy sẽ đưa hình chữ nhật này lồng vào hình tròn, thì các bạn có nhận xét gì nào? Đúng rồi, rất là chính xác. Đó chính là hình chữ nhật này nằm hoàn toàn bên trong của hình tròn. Thì như vậy, chúng ta có thể được kết luận gì nào? Đúng rồi, chúng ta có thể nói được rằng diện tích của hình chữ nhật bé hơn diện tích của hình tròn. Như vậy, các bạn có thể thấy qua ví dụ 1, chúng ta đã biết được một cách so sánh diện tích của các hình rồi đó. Đó chính là chúng ta sẽ đặt hình này vào hình kia. Nếu hình nào nằm hoàn toàn bên trong hình kia, thì cái hình nằm hoàn toàn bên trong đó sẽ có diện tích bé hơn. Các bạn chú ý nha. Bây giờ các bạn cùng quan sát ví dụ tiếp theo. Ví dụ 2, so sánh diện tích các hình sau. Chúng ta có hình A và hình B. Bây giờ các bạn hãy so sánh giúp thầy nào. Bạn nào tìm ra được đáp án? Ồ, thầy nghe rất là nhiều câu trả lời. Có bạn nói diện tích hình A lớn hơn diện tích của hình B. Có bạn lại nói là diện tích của hình B lớn hơn diện tích của hình A. Có bạn lại nói rằng diện tích của hình A lại bằng với diện tích của hình B. Wow, rất là nhiều câu trả lời nha. Nhưng mà đâu mới là câu trả lời chính xác nào? Ở ví dụ 2, chúng ta có thể làm được như ví dụ 1 không? Vậy bây giờ chúng ta hãy thử nha. Thầy sẽ đưa hình A này đào hình B. Các bạn thấy như thế nào nào? Đúng rồi, rất là chính xác. Là hình A không hoàn toàn nằm trong hình B. Và hình B cũng không hoàn toàn nằm trong hình A. Vậy, như vậy là cách ở ví dụ 1 không thực hiện được rồi.
Thì ở đây thầy sẽ chỉ cho các bạn một cách mới nha. Hãy cùng quan sát xem đây là cách gì nha. Ở ví dụ 2, thầy có hai hình là hình A và hình B. Bây giờ ở cách làm ở ví dụ 1 đã không thực hiện được rồi, thì bây giờ thầy sẽ chia hình A và hình B thành các ô vuông có diện tích bằng nhau. Các bạn có thể quan sát thấy đó, hình A chia thành ô vuông và hình B cũng chia thành các ô vuông như thế. Bây giờ thầy sẽ chia hình A trước nha. Như vậy hình A thầy đã chia thành các ô vuông rồi đó. Bây giờ cũng tương tự như thế chúng ta làm ở hình B. Như vậy bây giờ các bạn đã có thể so sánh được diện tích của các hình chưa? Khoan, hãy không vội nha. Chúng ta hãy cùng nhau trả lời các câu hỏi này trước nha. Các bạn hãy điền số tích hợp vào trong đây nào. Diện tích hình A gồm bao nhiêu ô vuông? Chúng ta có thể đếm nè. 1, 2, 3, 4, 5. Như vậy chúng ta có diện tích hình A gồm 5 ô vuông bằng nhau. Và tương tự, chúng ta có diện tích của hình B là cũng gồm 5 ô vuông bằng nhau luôn. Như vậy, chúng ta có thể rút ra được những nhận xét như sau. Như vậy, bằng cách chia hình A và hình B thành các ô vuông thì chúng ta có được một số nhận xét như sau. Đó chính là hình A gồm 5 ô vuông bằng nhau và hình B cũng gồm có 5 ô vuông như thế. Như vậy, chúng ta có được rằng diện tích của hai hình này như thế nào với nhau nào? Đúng rồi, chúng ta kết luận rằng diện tích của hình A bằng với diện tích của hình B. Bây giờ, thầy cũng xin chúc mừng những bạn đã dự đoán chính xác, đó chính là hình A có diện tích bằng với diện tích của hình B nha. Bạn nào đã đưa ra câu trả lời đó thì hãy tự thưởng cho mình bằng một tràng pháo tay nào. Bây giờ, qua ví dụ 2, chúng ta đã biết được một cách so sánh mới, đó chính là chia hình này thành các ô vuông bằng nhau để so sánh hình nào có số ô vuông nhiều hơn thì hình đó có diện tích lớn hơn. Các bạn chú ý nha. Bây giờ thì mời các bạn cùng quan sát ví dụ 3. Đây là hình B được chia thành các ô vuông bằng nhau. Và diện tích của hình B gồm 10 ô vuông bằng nhau được tách thành hình M và hình N. Bây giờ các bạn hãy cùng trả lời cho thầy câu hỏi sau nha. Em hãy so sánh diện tích của hình B với tổng diện tích của hai hình M và N. Trước khi trả lời được câu hỏi này, thì mời các bạn cùng trả lời các câu hỏi sau. Hình M gồm có bao nhiêu ô vuông? Đúng rồi, chúng ta có thể quan sát thấy hình M gồm có 6 ô vuông bằng nhau. Và hình N gồm bao nhiêu ô vuông nào? Đúng rồi, rất là chính xác. Hình N gồm có 4 ô vuông bằng nhau. Vậy các bạn đã nhận xét được diện tích của hình B như thế nào so với tổng diện tích của hình M và hình N? Có bạn nói hai diện tích này thì sẽ bằng nhau. Để chúng ta hãy cùng kiểm tra đáp án xem như thế nào nha. Chúng ta hãy cùng kiểm tra đáp án. Hình B gồm 10 ô vuông như nhau, được tách thành hình M gồm 6 ô vuông và hình N gồm 4 ô vuông. Thì chúng ta thấy tổng diện tích của hình M và hình N như thế nào so với hình B nào? Đúng rồi, rất là chính xác. Tổng diện tích của hình M và hình N bằng với diện tích của hình B, hay chúng ta có thể nói được rằng diện tích của hình B bằng tổng diện tích của hình M và hình N. Như vậy, ở ví dụ 3, thầy đã giúp cho các bạn tìm thêm một cách so sánh mới, đó chính là tách hình và ghép hình để so sánh các diện tích với nhau. Thì như vậy, bằng cách tách hình B thành hình M và hình N, chúng ta có thể so sánh được diện tích của hình B như thế nào so với diện tích của hình M nào? Đúng rồi, rất là chính xác. Diện tích của hình B sẽ lớn hơn diện tích của hình M. Và diện tích của hình B cũng lớn hơn diện tích của hình N.
và diện tích của hình B bằng tổng diện tích của hình M và hình N. Các bạn chú ý nha. Qua ba ví dụ trên, chúng ta rút ra được một kết luận như sau. Để so sánh diện tích của hai hình A và B, thì chúng ta có thể, cách thứ nhất, đó chính là đặt hình A lên hình B rồi so sánh. Hình nào nằm hoàn toàn trong hình kia thì hình đó sẽ có diện tích bé hơn. Và cách thứ hai đó chính là chia hình A và B thành những hình vuông bằng nhau rồi đếm số hình vuông. Hình nào có số hình vuông nhiều hơn thì hình đó có diện tích lớn hơn. Và cách cuối cùng đó chính là tách ghép hình A thành hình B hoặc ngược lại. Các bạn chú ý nha. Bây giờ để giúp cho các bạn củng cố thêm cách so sánh diện tích của các hình, thì hãy mời các bạn cùng mở sách giáo khoa trang 150 và đọc yêu cầu của bài tập 1 như sau. Câu nào đúng, câu nào sai? Câu A, diện tích hình tam giác ABC lớn hơn diện tích hình tứ giác ABCD. Và câu B, diện tích hình tam giác ABC bé hơn diện tích hình tứ giác ABCD. Câu C, diện tích của hình tam giác ABC bằng diện tích của hình tứ giác ABCD. Các bạn hãy cùng quan sát hình bên nha. Bây giờ các bạn hãy cùng nhau thực hiện nào. Ồ, thầy đã nghe được một số câu trả lời rồi đó. Và chúng ta hãy cùng kiểm tra một số đáp án nha. Thì các bạn có thể quan sát hình bên và chúng ta thấy được rằng hình tam giác ABC sẽ nằm hoàn toàn ở phía trong hình tứ giác ABCD. Như vậy thì chúng ta thấy diện tích của hình tứ giác ABCD như thế nào so với diện tích của hình tam giác ABC nào? Đúng rồi, chính xác. Diện tích của hình tam giác ABC sẽ bé hơn diện tích của hình tứ giác ABCD. Thì trong ba câu A, B và C, câu nào là câu đúng nào? Đúng rồi, chúng ta có thể kiểm tra đáp án như sau. Ở câu A là sai vì có chữ lớn hơn. Và đáp án câu B mới là đúng vì có chữ bé hơn, là diện tích của hình tam giác ABC sẽ bé hơn diện tích của hình tứ giác ABCD. Và câu C cũng sai. Các bạn chú ý nha. Tiếp tục, chúng ta qua bài tập tiếp theo. Ở bài tập số 2 trang 150, các bạn hãy quan sát hình B và hình Q. Trả lời các câu hỏi sau. Câu A, hình B gồm bao nhiêu ô vuông? Hình Q gồm bao nhiêu ô vuông? Câu B, so sánh diện tích hình B với diện tích của hình Q. Bây giờ thì mời các bạn cùng nhau thực hiện. Sau khi các bạn thực hiện ở bài tập 2, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau kiểm tra đáp án nha. Hình B gồm bao nhiêu ô vuông nào? Đúng rồi, đó là chính xác. Chúng ta có thể đếm được rằng hình B gồm 11 ô vuông và hình Q gồm 10 ô vuông. Như vậy, diện tích của hình B như thế nào so với diện tích của hình Q? Đúng rồi, chính xác. Diện tích của hình B sẽ lớn hơn diện tích của hình Q. Thì ở đây chúng ta sử dụng cách thứ hai, đó chính là chia hình thành các ô vuông bằng nhau. Tiếp tục, thầy mời các bạn qua bài tập tiếp theo. Bây giờ thầy mời các bạn cùng quan sát bài tập số 3 trên 150. So sánh diện tích của hình A với diện tích của hình B. Ồ, các bạn có thấy điều gì đặc biệt ở hai hình này không nào? Đúng rồi, rất là chính xác. Ở các hình này chúng ta thấy được là các hình đều được chia sẵn thành các ô vuông bằng nhau. Nhưng ở hình A, chúng ta thấy điểm đặc biệt là vừa có các ô vuông mà lại có các hình tam giác nữa. Vậy, đố các bạn ở bài tập này chúng ta sẽ làm như thế nào nào? Các bạn hãy cùng nhau suy nghĩ nha. Ồ, sau khi các bạn đã suy nghĩ, thì bạn nào đã có câu trả lời nào? Ở bài tập này khá khó đúng không nào? Thầy sẽ đưa cho các bạn một gợi ý nha. Ở hình A, các bạn thấy đây là hình
có các hình tam giác, thì để giúp cho chúng ta dễ so sánh hơn thì chúng ta hãy ghép các hình tam giác này lại với nhau tạo thành những hình vuông thì chúng ta sẽ dễ so sánh hơn đó. Hình như thầy thấy có một số bạn đã làm ra được đáp án rồi. Bây giờ chúng ta hãy cùng kiểm tra nha. Ở hình A, thầy sẽ tách các hình tam giác ra, sau đó sẽ ghép lại thành các ô vuông. Như vậy, ở hình A, thầy sẽ biến đổi thành một hình mới có các ô vuông, không còn những hình tam giác nữa. Và sau đó, thầy sẽ so sánh ô vuông này ở hình B với ô vuông ở hình A, thì thầy nhận ra rằng các ô vuông này bằng nhau. Như vậy, ở bài tập 3 chúng ta chỉ cần đếm số ô vuông của các hình là sẽ so sánh được rồi đó. Bạn nào có đáp án nào? Ồ, chúng ta đã trả lời được rằng diện tích của hình A bằng với diện tích của hình B. Bạn nào ra được đáp án như vậy, hãy vỗ tay tự khen bản thân mình nha. Chúc mừng các bạn đã giải được bài tập 3 rồi đó. Qua bài học ngày hôm nay, thầy mong rằng các bạn hãy hiểu thật là cụ thể thế nào là diện tích và cách so sánh các diện tích với nhau nha. Các bạn hãy về ôn tập lại, làm lại các bài tập để khắc sâu hơn những kiến thức mà chúng ta vừa được học. Ồ, tiết học đến đây là kết thúc rồi. Chúc cho các em học tốt. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những bài học sau.